Xin chào cả nhà, hôm nay cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em xin gửi đến cả nhà một mẫu tác phẩm đạt ma hàng long đứng sóng nước, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, hàng lên khối đến 98% ở nhà nhá. Sản phẩm được chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay và đục tứ diện cực kỳ sắc nét luôn ạ. Chiều cao của sản phẩm là cao 88, chiều rộng 43 và chiều sâu là 33 phân. Gỗ cực kỳ to luôn các bác ạ, cực kỳ cân kiện luôn. Và ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để các bác cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn về chi tiết của siêu phẩm cụ đạt ma này ạ. Chất liệu gỗ chắc đỏ đen là một trong những dòng gỗ thuộc vào top đầu gỗ quý bây giờ các bác ạ, rất là quý hiếm luôn. Đây từng cái nét mặt của ngài đạt ma đục cực kỳ dữ dằn các bác nhá, chế tác cực kỳ dữ dằn và thần thái luôn ạ. Vạt áo của ngài này nó quá đẹp luôn ạ, vân gỗ cực nhiều các bác nhá, vân gỗ cực nhiều luôn. Đây từng cái vảy rồng này, cái dáng thế của ngài cực phiêu luôn ạ. Đây chuỗi chẳng hạn em đục kính hết cả da đây, kính hết cả da luôn ạ, gỗ đẹp không một lỗi vết gì luôn. Đây từng cái móng chân này, móng chân gân tay làm cực kỳ kỹ càng luôn ạ, dáng thế chú rồng này cực kỳ sắc sảo luôn ạ. Cụ đạt ma trong phong thủy mang một ý nghĩa đó là trấn trạch trừ tà, giúp xua đuổi tà ma ngoại đạo và bảo vệ gia chủ bình an ạ. Con rồng trong phong thủy ở đây có sức mạnh, là một con vật trong tứ linh, trong tứ linh ạ, giúp đem lại trấn trạch cho gia chủ và đem lại tài lộc thịnh vượng, rất là tuyệt vời. Không chỉ được trước mặt sau đây, mặt sau đục cực kỳ sắc nét các bác nhá, cực kỳ sắc nét luôn ạ. Đó, quá tuyệt vời luôn. Sóng lượng đục cuồn cuộn luôn ạ, từng chi tiết dù là bé nhất đều được làm cực kỳ kỹ càng luôn, rất là tuyệt vời. Và để có giá tốt nhất của siêu phẩm này, cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 5567 hoặc 0345 72 6 ạ. Em xin chào cả nhà.